Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa nói, trong sữa có kem sữa, nghĩa ấy là thế nào? Thế Tôn, nếu nói rằng trong sữa nhất định có tướng kem, nhưng vì tướng ấy tinh tế nên không thể thấy, vì sao lại nói do nhân duyên là sữa mà sanh ra kem sữa? Như pháp vốn không có mới gọi là sanh, nếu đã sẵn có sao gọi là sanh? Nếu nói rằng trong sữa nhất định có tướng kem, thì ở trong hết thảy các loại cỏ lẽ ra cũng sẵn có chất sữa. Cũng vậy, trong sữa lẽ ra cũng sẵn có cỏ. Như nói rằng trong sữa nhất định không có kem sữa, vì sao nhờ nơi sữa lại sanh ra kem? Nếu kem sữa là pháp vốn không có, sau đó mới sanh ra, vậy sao trong sữa lại chẳng sanh ra cỏ? Phật dạy: Thiện nam tử, không thể nói nhất định rằng trong sữa có kem hay trong sữa không có kem. Cũng không thể nói rằng do thứ khác mà sanh ra. Nếu nói rằng trong sữa nhất định có kem, tại sao hai món ấy hình thể và mùi vị khác nhau? Vậy nên không thể nói chắc rằng trong sữa đã có sẵn tánh chất kem. Nếu nói rằng trong sữa nhất định không có kem, tại sao từ nơi sữa chẳng sanh ra những thứ khác như sừng thỏ? Khi người ta bỏ chất độc vào sữa thì món kem có thể làm chết người. Vậy nên không thể nói rằng trong sữa nhất định không có tánh chất kem. Nếu nói rằng kem do thứ khác mà sanh ra, tại sao nước lã chẳng sanh ra kem? Vậy nên không thể nói rằng kem do thứ khác sanh ra. Thiện nam tử, do nhân duyên là cỏ mà con bò cái đã ăn vào, máu của nó chuyển hóa ra màu trắng. Khi cỏ và máu đã không còn nữa, nhờ phước lực của chúng sanh mà chúng chuyển hóa thành sữa. Sữa ấy do nơi cỏ và máu bò mà ra, nhưng không thể nói là hai thứ khác biệt. Chỉ có thể nói là do nhân duyên mà sanh ra thôi. Từ món kem cho tới món đề hồ cũng đều như vậy. Vì nghĩa ấy cho nên gọi là món ăn cho loài bò cung cấp. Món sữa ấy không còn nữa khi có đủ nhân duyên chuyển thành món kem. Nhân duyên là những gì? Như men, như hơi ấm. Vậy nên gọi là do nhân duyên mà có. Cho đến món đề hồ cũng là như vậy. Cho nên không thể nói nhất định rằng trong sữa không có tướng kem. Nếu nói ngoài món sữa mà có thể do nơi món khác sanh ra từ món kem cho đến món đề hồ thì thật là vô lý. Thiện nam tử, sự sáng suốt với vô minh cũng vậy. Nếu kết hợp với các mối phiền não trói buộc, đó gọi là vô minh. Nếu kết hợp với tất cả pháp lành, đó gọi là sáng suốt. Cho nên ta nói rằng không có hai tướng. Bởi nhân duyên ấy, trước đây ta có nói rằng tuyết sơn có thứ cỏ tên là phì nhị. Nếu bò cái ăn thứ cỏ ấy thì sữa của nó biến thành đề hồ. Tánh Phật cũng là như thế. Thiện nam tử, vì chúng sanh bạc phước nên chẳng thấy loài cỏ ấy. Tánh Phật cũng vậy, do phiền não che lấp nên chúng sanh chẳng thấy được. Ví như biển cả, tuy cùng một vị mặn, nhưng trong đó lại có một thứ nước ngon quý có vị như sữa. Ví như tuyết sơn, tuy thành tựu đủ các công đức, sanh ra nhiều loại thuốc, nhưng cũng có loài cỏ độc. Thân chúng sanh cũng vậy, tuy có bốn đại như loài rắn độc, nhưng trong thân ấy cũng có loài thuốc cực kỳ hay quý. Đó là tánh Phật. Chẳng phải là pháp do người làm ra, chỉ vì phiền não từ bên ngoài che lấp mất mà thôi. Nếu người dù thuộc hàng sát lỵ, bà la môn, tỳ xá hay thủ đà có thể dứt trừ những phiền não ấy thì đều thấy được tánh Phật, thành đạo vô thượng. Giống như khi trời có sấm sét chuyển mưa thì trên tất cả ngà voi đều sanh ra những dân hoa. Nếu chẳng có sấm sét, dân hoa ấy tất không sanh ra, cũng chẳng có tên gọi. Tánh Phật của chúng sanh cũng vậy, thường bị hết thảy phiền não che lấp, không thể thấy được. Cho nên ta nói rằng, chúng sanh không có ngã. Nếu được nghe kinh điển Di Diệu Đại Bát Niết Bàn này, ắt sẽ thấy được tánh Phật như phân hoa trên ngà voi. Tuy được nghe hết thảy tam muội của khế kinh, nhưng chẳng nghe được kinh này thì chẳng biết được tướng vi diệu Như Lai, cũng như không có sấm sét
thì chẳng thấy được dân hoa trên ngà voi. Nếu nghe được kinh này, tức là biết được tánh Phật trong tạng sâu kín của hết thảy các vị Như Lai đều thuyết dạy. Cũng như khi trời có sấm sét, liền thấy vân hoa trên ngà voi. Nếu nghe được kinh này, liền rõ biết hết thảy vô lượng chúng sanh đều có tánh Phật. Vì nghĩa ấy nên nói rằng, Đại Bát Niết Bàn gọi là tạng sâu kín của Như Lai, làm cho pháp thân tăng trưởng. Cũng như khi có sấm sét thì những vân hoa trên ngà voi có thể phát triển. Vì nghĩa lớn lao ấy nên gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn. Như có kẻ nam người nữ nào có thể học hỏi làm theo kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này, nên biết rằng những người ấy có thể báo đáp ơn Phật, thật là đệ tử Phật. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Kỳ lạ thay Thế Tôn, tánh Phật mà Phật thuyết dạy đó rất thâm sâu, khó thấy, khó thể nhập, như sức của hàng thanh văn, duyên giác thật chẳng thấu nổi. Phật dạy: Thiện nam tử, đúng vậy, đúng vậy, như chỗ xưng tán của ông đó không trái lời dạy của ta. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh Phật ấy thế nào là rất thâm sâu, khó thấy, khó thể nhập? Phật dạy: Thiện nam tử, như có trăm người mù, vì trị bệnh mắt nên tìm đến lương y. Lúc ấy, vị lương y dùng cái lược vàng mà cào lấy màng mắt họ ra, rồi đưa lên một ngón tay hỏi rằng: Thấy không? Người mù nói: Tôi còn chưa thấy. Lại đưa lên hai ngón, ba ngón, người mù mới nói rằng đã thấy chút ít. Thiện nam tử, kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này cũng như vậy đó. Khi Như Lai chưa thuyết dạy, vô lượng Bồ Tát tuy đã thực hành đủ các hạnh ba la mật, cho đến hàng thập trụ vẫn còn chưa thấy được tánh Phật sẵn có. Đến khi Như Lai thuyết dạy rồi, họ liền thấy được đôi chút. Các vị Đại Bồ Tát ấy được thấy tánh Phật rồi, thảy đều nói rằng: Lạ thay Thế Tôn, chúng con lưu chuyển biết bao lần trong sanh tử, thường bị lẽ vô ngã làm cho lầm lạc mê loạn. Thiện nam tử, các vị Bồ Tát như vậy chứng đắc thập địa còn chưa thấy rõ được tánh Phật, huống chi hàng thanh văn duyên giác lại có thể thấy được hay sao? Lại nữa, thiện nam tử, ví như người nhìn lên con ngỗng trời, con nhạn đang bay trên không, đó là hư không chăng? Là ngỗng trời, là nhạn chăng? Nhìn kỹ hồi lâu mới thấy phản phất hình con ngỗng trời, con nhạn. Hàng Bồ Tát thập trụ lại cũng như thế. Đối với tánh Như Lai, chỉ thấy biết đôi chút mà thôi. Huống chi người trong hàng thanh văn, duyên giác lại thấy biết được sao? Thiện nam tử, ví như người say rượu kia, chân muốn đi xa, nhưng mắt chỉ thấy mập mờ đường đi. Hàng Bồ Tát thập trụ cũng vậy, đối với tánh Như Lai chỉ thấy biết đôi chút mà thôi. Thiện nam tử, ví như người khát nước đi giữa đồng hoang, người ấy khổ bức gì khác, đi khắp nơi tìm nước. Thấy một đám cây, trên có những con hạt trắng, người ấy đang mê muội, chẳng biết phân biệt ấy là cây hay là nước. Nhìn kỹ hồi lâu mới biết là hạt trắng với đám cây. Thiện nam tử, hàng Bồ Tát thập trụ cũng vậy, đối với tánh Như Lai chỉ thấy biết một phần rất nhỏ mà thôi. Thiện nam tử, chỉ như có người ở giữa biển cả, rộng đến vô lượng trăm ngàn do tuần. Người ấy từ xa trông thấy một chiếc thuyền lớn, có đủ lầu gác và những mái chèo, liền nghĩ rằng, đó là lầu gác, mái chèo hay là hư không? Nhìn hồi lâu mới chắc quyết trong lòng, biết đó là lầu gác và những mái chèo. Hàng Bồ Tát thập trụ, tự trong thân mình thấy được tánh Như Lai cũng giống như vậy. Thiện nam tử, dĩ như có vị vương tử, thân thể rất yếu đuối, suốt đêm đi chơi bời, thức cho đến sáng trắng. Bây giờ mắt nhìn tất cả chẳng thấy gì tỏ rõ. Hàng Bồ Tát thập trụ, tuy nơi thân mình thấy được tánh Như Lai, nhưng cũng như vậy, không được tỏ rõ. Lại nữa, thiện nam tử, dĩ như một người thư lại của vua, vì bận việc giúp vua, đến giữa đêm mới trở về nhà. Nhưng khi trời chớp lóe, nhìn thấy một bầy bò, liền nghĩ rằng, đó là bò chăng, hay là đám mây, nhà cửa.
nhìn một hồi lâu. Rồi tuy cũng cho đó là bò, nhưng vẫn còn chưa chắc quyết. Hàng Bồ Tát thập trụ tuy nơi thân mình thấy được tánh Như Lai, nhưng cũng như vậy, vẫn còn chưa chắc quyết. Lại nữa, thiện nam tử, như vậy tỳ kheo trì giới, nhìn vào bát nước không có trùng, nhưng lại thấy tướng trùng, bèn nghĩ rằng, trong này có vật lay động, đó là trùng chăng, hay là bụi đất? Nhìn một hồi lâu, tuy biết đó là bụi, nhưng cũng không biết một cách thật tỏ rõ. Hàng Bồ Tát thập trụ, tuy nơi thân mình thấy được tánh Như Lai, nhưng cũng giống như vậy, chẳng thấy thật tỏ rõ. Lại nữa, thiện nam tử, dĩ như một người ở trong bóng tối, thoáng thấy đứa trẻ liền nghĩ rằng, đó là con bò, chim thú hay là người ta? Nhìn một hồi lâu, mặc dù thấy là đứa trẻ, nhưng cũng không thấy được một cách tỏ rõ. Hàng Bồ Tát thập trụ, tuy ở trong nơi thân mình thấy được tánh Như Lai, nhưng cũng như thế, không thấy được một cách tỏ rõ. Lại nữa, thiện nam tử, dĩ như có người ở trong đêm tối, thấy bức tượng vẽ Bồ Tát liền nghĩ rằng, đó là tượng Bồ Tát, tượng Tự Tại Thiên hay là tượng Đại Phạm Thiên mặc áo nhuộm vậy? Nhìn một hồi lâu, tuy trong ý biết là tượng Bồ Tát, nhưng cũng không quyết định một cách tỏ rõ. Hàng Bồ Tát thập trụ, tuy ở nơi thân mình thấy được tánh Như Lai, nhưng cũng như thế, không thấy được một cách tỏ rõ. Thiện nam tử, tánh Phật sẵn có như vậy rất thâm sâu, khó thấy biết được, chỉ có Phật thấy biết rõ được. Còn hàng thanh văn, hàng duyên giác không thể đạt tới. Thiện nam tử, người có trí nên biết phân biệt hiểu tánh Như Lai như thế. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh Phật như vậy thật di tế, khó thấy, làm sao mắt phàm có thể thấy được? Phật bảo Ca Diếp: Thiện nam tử, như cõi trời phi tưởng phi phi tưởng kia, người trong hai thừa cũng không biết nổi, nhưng nhờ có lòng tin theo những điều thuyết dạy trong khế kinh mà có thể biết được. Thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác nhờ tin theo kinh Đại Bát Niết Bàn này mà tự biết trong thân mình có tánh Như Lai. Việc này cũng vậy. Thiện nam tử, vậy nên phải tinh cần tu tập kinh Đại Niết Bàn. Thiện nam tử, tánh Phật như vậy chỉ có Phật mới biết được, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác có thể đạt tới. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, hàng phàm phu có tánh chúng sanh chưa chứng thánh, thảy đều nói là có ngã, nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Dĩ như có hai người bạn thân, một người là con vua, người kia con nhà nghèo hèn. Hai người ấy cùng qua lại chơi thân với nhau. Bấy giờ, người nghèo thấy Diệp Dương Tử có một con dao rất tốt, xinh đẹp vô cùng, trong lòng lấy làm ham thích. Về sau, Dương Tử mang dao ấy trốn sang nước khác. Người nghèo lại đến nhà khác ngủ nhờ một đêm. Khi nằm mộng nói mê rằng: Dao, dao. Người gần bên nghe vậy, liền bắt mang đến chỗ vua. Lúc ấy, vua hỏi người ấy rằng: Nhà ngươi nói dao, vậy dao đó ngươi được ở đâu? Người ấy đem việc trước thuật lại đầy đủ, tâu rằng: Như nay bệ hạ có cắt xẻo thân thể tôi, phân rã tay chân tôi để tìm dao ấy, thật cũng chẳng có. Vị Dương Tử kia với tôi vốn là bạn thân, trước cùng nhau chung sống. Tuy mắt tôi thường trông thấy dao, nhưng chẳng dám sờ đến, huống chi là chữ lấy. Vua lại hỏi: Trong lúc ngươi nhìn thấy dao, hình dạng nó giống như cái gì? Đáp rằng: Đại vương, thần trông thấy giống như cái sừng dê đen. Vua nghe vậy rồi vui cười nói rằng: Nay ngươi có thể tùy ý ra đi, đừng lo sợ chi cả. Trong kho tàng của ta còn không có con dao như vậy, huống chi ngươi lại thấy nó khi ở bên Dương Tử. Lúc ấy, vua liền hỏi quần thần rằng: Các khanh có từng thấy con dao như thế không? Vua vừa hỏi xong thì băng hà. Triều đình lập một vị Dương Tử khác lên nối ngôi vua. Vua mới lại hỏi các quan triều thần rằng: Các khanh có từng thấy con dao như thế trong kho chăng? Các quan đáp: Chúng tôi đã từng thấy. Vua lại hỏi: Hình dạng nó giống như cái gì? Đáp rằng:
Đại dương nó giống như cái sừng dây đen. Vua nói, trong kho tàng của ta, chỗ nào lại có con dao hình dạng như thế? Lần lượt bốn vị vua nối tiếp nhau đều tra tìm nhưng không biết được gì. Sau đó một thời gian, vị vương tử đã trốn đi ngày trước, lại từ nước ngoài trở về, được lập làm vua. Khi đã lên ngôi vua rồi, lại hỏi các quan rằng, các khanh có thấy con dao ấy chăng? Đáp rằng, đại vương, chúng tôi đều có thấy. Vua lại hỏi, nó giống như vật chi? Đáp rằng, đại vương, màu sắc nó trong sạch như hoa ưu bát la. Lại có người nói, nó như cái sừng dê. Lại có người khác nói, màu sắc nó đỏ hồng như lửa. Lại có kẻ nói, nó giống như con rắn đen. Lúc ấy vua bật cười lớn nói rằng, các khanh thảy đều chẳng thấy được hình dạng thật con dao của ta. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát lại cũng như vậy, xuất hiện ở đời thuyết dạy tướng thật của cái ngã, thuyết xong liền rời đi, cũng dí như vị vương tử cầm con dao quý đẹp mà trốn sang nước khác. Kẻ phàm phu ngu si nói rằng, tất cả đều có ngã, có ngã, cũng dí như người nghèo ngủ ở nhà người khác nói mê rằng, dao, dao. Hàng thanh văn duyên giác hỏi chúng sanh rằng, tướng của cái ngã như thế nào? Đáp rằng, tôi thấy tướng cái ngã lớn bằng ngón tay cái. Có kẻ lại nói, nó như hạt gạo hoặc như hạt lúa lép. Cũng có kẻ nói, cái ngã ở trong tim chiếu sáng như mặt trời. Những chúng sanh ấy chẳng biết tướng của cái ngã, cũng như các vị quan kia chẳng biết hình dạng của con dao. Bồ Tát thuyết dạy tướng ngã như vậy, kẻ phàm phu chẳng hiểu biết, phân biệt ra nhiều cách, tự tạo ra tướng ngã, cũng như hỏi về hình dạng con dao mà đáp rằng giống như sừng dê. Những kẻ phàm phu ấy nối tiếp nhau mà khởi lên các tà kiến. Vì muốn dứt trừ các tà kiến ấy, nên Như Lai mới thị hiện thuyết dạy lẽ vô ngã. Cũng như vua kia nói với các quan rằng, trong kho tàng của ta chẳng hề có con dao như vậy. Thiện nam tử, cái ngã chân thật mà hôm nay Như Lai thuyết dạy gọi là tánh Phật. Tánh Phật như vậy trong Phật Pháp ví như con dao quý đẹp. Thiện nam tử, như có kẻ phàm phu có thể khéo giảng nó tánh Phật, tức là tùy thuận Pháp Phật vô thượng. Nếu có kẻ khéo phân biệt, tùy thuận tuyên thuyết giảng tánh Phật, nên biết rằng đó chính là Bồ Tát hiện tướng. Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp, thiện nam tử, hết thảy các môn luận khác cùng những chú thuật, ngôn ngữ, văn tự đều là thuyết của Phật, chẳng phải của ngoại đạo. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai thuyết dạy căn bản của chữ? Phật dạy, thiện nam tử, ban sơ ta thuyết dạy nửa chữ, lấy đó làm căn bản, thọ trì các sách luận, chú thuật, văn chương, pháp thật của các ấm. Kẻ phàm phu học căn bản của chữ như vậy, rồi sau mới có thể phân biệt được là đúng pháp hay không đúng pháp. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật, Thế Tôn, chữ mà Phật dạy đó có ý nghĩa như thế nào? Thiện nam tử, có 14 âm, gọi là nghĩa của chữ. Chữ được nói ở đây gọi là Niết Bàn, thường trụ nên không lưu chuyển. Nếu không lưu chuyển, ắt là không dứt mất. Nếu là không dứt mất, tức là thân kim cang của Như Lai. 14 âm này gọi là căn bản của chữ. Âm ác, nghĩa là không bị phá hoại. Không bị phá hoại gọi là tam bảo, ví như chất kim cang. Lại nữa, ác nghĩa là không lưu chuyển, rỉ chảy. Không lưu chuyển, rỉ chảy, tức là Như Lai. Chính lỗ của Như Lai không có những chất rỉ chảy, cho nên gọi là không rỉ chảy. Lại nữa, không có chính lỗ nên không lưu chuyển. Không lưu chuyển tức là thường. Thường tức là Như Lai. Như Lai không tạo tác cho nên không lưu chuyển. Lại nữa, ác nghĩa là công đức. Công đức tức là tam bảo. Vì thế nên gọi là ác. Âm A tức là A Xà Lê. A Xà Lê nghĩa là gì? Nghĩa là ở trong thế gian được xưng là thánh. Sao gọi là thánh?
thánh, gọi là không dính mắc, ít ham muốn, biết đủ, cũng gọi là trong sạch, có thể cứu độ chúng sanh, vượt ra ngoài ba cõi, vượt khỏi biển lớn sanh tử, đó gọi là thánh. Lại nữa, A nghĩa là tiết chế điều độ, tu trì giới hạnh trong sạch, thuận theo oai nghi. Lại nữa, A nghĩa là nương theo bậc thánh, nên học mọi oai nghi trong việc tới lui, cử động, cúng dường, cung kính lễ bái tam tôn, hiếu dưỡng cha mẹ, tu học đại thừa. Những kẻ nam, người nữ lòng lành giữ đủ các giới cấm cùng các vị đại Bồ Tát đều gọi là bậc thánh. Lại nữa, A gọi là trăng dạy, như nói rằng các ông nên làm việc như thế này, đừng làm việc như thế này. Nhưng ai có thể ngăn chặn những pháp trái oai nghi gọi là bậc thánh, vì thế nên gọi là A. Âm ức tức là tánh Phật, là hạnh trong sạch rộng lớn không nhơ bợn, dường như dần trăng tròn. Đó là nghĩa phân biệt. Các ông nên làm như thế này, không nên làm như thế này. Thế này là đúng nghĩa, thế này là trái nghĩa, thế này là Phật thuyết, thế này là ma thuyết. Vì thế nên gọi là ức. Âm y tức là pháp Phật di diệu, thâm sâu khó được, như pháp của các vị vua trời tự tại, vua trời đại phạm thì gọi là tự tại, như có thể gìn giữ pháp tất được xưng là hộ pháp. Lại nữa, tự tại cũng gọi là bốn vị hộ thế. Bốn vị tự tại như vậy ắt có thể gìn giữ bảo vệ kinh Đại Niết Bàn, lại cũng có thể tuyên thuyết giảng rộng một cách tự tại. Lại nữa, y nghĩa là có thể vì chúng sanh thuyết pháp một cách tự tại. Lại nữa, y nghĩa là tự tại mà thuyết những gì? Đó là thuyết việc tu tập kinh điển phương đẳng. Lại nữa, y nghĩa là dứt trừ tật đố, cũng như người ta nhổ bỏ cỏ xấu, khiến cho tất cả đều trở nên tốt lành. Vì thế nên gọi là y. Âm út nghĩa là cao quý nhất, vượt hơn tất cả, phát triển cao nhất trong hết thảy các kinh là Đại Niết Bàn. Lại nữa, nghĩa là tánh Như Lai, hàng thanh văn duyên giác chưa từng được nghe. Dĩ như trong khắp thảy các chốn, cõi uất đang diệt về phương Bắc là vượt trội hơn hết. Nếu Bồ Tát được nghe và thọ trì kinh này thì vượt trội hơn hết trong tất cả chúng. Vì nghĩa ấy, kinh này được gọi là cao quý nhất, vượt trội hơn hết. Vì thế nên gọi là út. Âm ưu dĩ như vị của sữa bò là hơn hết trong các vị. Tánh Như Lai lại cũng như thế, là cao quý nhất, hơn hết trong tất cả các kinh. Nếu có ai phỉ báng thì nên biết rằng người ấy chẳng khác gì loài bò. Lại nữa, ưu nghĩa là người như thế không có trí huệ, chánh niệm, phỉ báng tạng phi diệu sâu kín của Như Lai. Nên biết rằng người này rất đáng thương xót, lìa xa tạng sâu kín của Như Lai mà nói pháp vô ngã. Vì thế nên gọi là ưu. Âm yên tức là Niết Bàn, tánh pháp của chư Phật. Vì thế nên gọi là yên. Âm huệ là nghĩa Như Lai. Lại nữa, huệ tức là trong mọi việc tới lui dừng nghỉ, co lại duỗi ra, mọi cử động của Như Lai không gì là không lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Vì thế nên gọi là huệ. Âm ô gọi là nghĩa phiền não. Phiền não gọi là các lậu. Như Lai đã vĩnh viễn đoạn trừ hết thảy phiền não, vì thế nên gọi là ô. Âm bào là nghĩa đại thừa, là nghĩa rốt ráo trong 14 âm. Kinh điển đại thừa lại cũng như vậy, là rốt ráo trong các kinh luật, vì thế nên gọi là bào. Âm am là có thể ngăn che hết thảy những vật bất tịnh, ở trong Phật pháp có thể xóa bỏ hết thảy vàng bạc vật báo, vì thế nên gọi là am. Âm a là nghĩa thừa vượt trội hơn hết. Vì sao vậy? Kinh điển đại thừa Đại Niết Bàn này là vượt trội hơn hết trong các kinh, vì thế nên gọi là a. Âm ca là khởi lòng đại từ bi đối với chúng sanh, xem như con ruột của mình, như Phật đối với La Hầu La, tạo nên ý nghĩa màu nhiệm hiền thiện.
vì thế nên gọi là ca. Âm khư gọi là chẳng phải bạn hiền. Chẳng phải bạn hiền gọi là dơ xấu, tạp nhạp, chẳng tin vào tạng sâu kín của Như Lai. Vì thế nên gọi là khư.